Ngày 20 tháng 4, cầu nguyện là ơn ban. Ta không thể ép buộc Thiên Chúa đi vào một mối tương quan. Thiên Chúa đến với ta theo sáng kiến của chính Ngài. Cho nên, không có bất kỳ kỷ luật, nỗ lực hoặc thực hành khổ chế nào có thể làm cho Ngài đến với ta. Tất cả các nhà thần bí nhấn mạnh với một sự nhất trí sâu sắc rằng cầu nguyện là ân sủng. Nghĩa là cầu nguyện là một món quà nhưng không từ Thiên Chúa. Vì thế, ta chỉ có thể ứng đáp ân sủng ấy với niềm tri ân. Nhưng các nhà thần bí liền nói thêm rằng ân sủng quý báu này thực sự nằm trong tầm tay của chúng ta. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã bước vào cuộc sống chúng ta theo cách thân mật nhất để chúng ta có thể bước vào trong sự sống của Ngài nhờ thần khí. Thank you.